Ta-da! Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một địa điểm rất là thú vị. Ngày xưa chưa có những cái tụ điểm ăn chơi hay là những cái quán trà sữa sang chảnh hay là phố đi bộ thì chúng ta ăn gì và uống gì? Hôm nay mình sẽ đưa các bạn trở về với tuổi thơ với những món ăn huyền thoại mà 8X, 9X đời đầu chắc chắn phải biết, đó là tiệm bánh tuổi thơ. Hãy theo chân Fast TV đi nhé. Thì mình đã lựa được những món ăn như thế này. Sau đây các bạn hãy cùng mình đi ra ngoài và mình thưởng thức những cái món này nhé. Sau đây mình sẽ ăn từng món nha. Đầu tiên thì mình sẽ ăn món bột trái cây. Đây là hương lê. Đây rồi. Cái muỗng bị gì ta? Đây. Ngon quá hồn. Đây là món mình thích nhất từ nhỏ luôn á. Đây là cái món thứ hai mình vô cùng thích, thì mình rất là thích ngọt. Sô cô la. Cái món nào xưa là huyền thoại luôn á, có tiền mới ăn được á. Nani? Vậy mình bỏ ra nha. Ý sao nó mềm quá ta? Không, cái này mình bỏ tủ lạnh nó cứng lên mình ăn nó mới giòn giòn mới ngon được. Mất tan công việc ngon quá. Món tiếp theo, đây là cái món mình rất là thích. Khi mà mình đói mình có thể ăn được rất là nhiều, có thể 5 bịch hay là nhiều hơn nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người nha. Xé ra rất là dễ nè. Sao nó dễ rồi. Chúng ta sẽ đổ ra. Đây, mình nó nhỏ như vậy thôi. Có ăn dung dẻo nhất là như vậy. Bắt thứ hai mình ăn được cái món này á. Đây. Ngon quá hồn. Người món nào cũng ngon hết chứ. Tiếp theo là cái món món gì ta? Để coi. Món này. Trời, món này mình cực kỳ thích luôn. Nó có vị ngọt ngọt chút chua. Đâu rồi? Mấy này không xé được mọi người ơi. Nên món này nó hơi khó xé, thôi mình ăn món khác nha. Không có chỗ xé. Ta. Kẹo xê. Món này bây giờ vẫn còn tồn tại nha mọi người. Ở các tiệm thuốc tây mình có thể nó mua được nha. Xé ra. Ôi nó bị vỡ rồi. Thôi không sao, mình sẽ lựa cái viên nguyên để mình ăn nha. Ngọt và ngon. Và đây là món cuối cùng. Món này chắc hẳn các bạn đều biết, nhưng mà cái món này mình phải ăn lạnh mới ngon, hay là để về cuối sao ta? Món này phải ăn lạnh mới ngon, hay là mình để mình ăn sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog lần này của tụi mình. Nếu các bạn muốn tụi mình review cái món gì á, thì các bạn hãy comment bên dưới nhé. Hãy like và subscribe kênh Fast TV để theo dõi những vlog tiếp theo nhé.